Wow, mến chào tất cả các bác nha. Em về được một lô đẩy liền vang, tất cả đều là thương hiệu Ivin, một thương hiệu xịn sò của Nhật Bản luôn các bác ạ. Anh em ai thích đồ Nhật, ai thích chơi những cái đồ đẳng cấp, đấy, giá tiền chỉ bằng một con âm ly gióng, bằng một con âm ly rẻ tiền thôi thì ngày hôm nay em Hiền có tầm khoảng 3 mã để giới thiệu đến tất cả các bác các chú các anh chị đang xem video của em Hiền ngày hôm nay. Đấy các bác ơi, các bác đừng rời video nhé, các bác nán lại một chút em sẽ giới thiệu cho các bác. Và lần đầu tiên lấy được một lô iPhone nó đẹp như thế này, ruột gan còn rất sạch và rất là xuất sắc luôn đó ạ Đặc biệt với những cái dòng này thì nó có cả Echo, có cả report luôn. Và đặc biệt là tất cả những cái mã đối với cái mã DSB 3000 thì nó có một hệ thống đèn báo nháy này xung quanh chiếc uh, volume. Đấy, con này của nó là lên đến đâu là nó nháy xung quanh bên này này. Đây các bác nhìn này, xung quanh này. Đây, con này của nó là có chữ IV nó nằm ở đây, còn con này của nó là có một cái logo nổi các bác ạ. Nhưng mà trong quá trình mà uh, vận chuyển ấy thì cái logo nó khô keo thì nó rơi ra. Đấy, em Hiền cũng không gắn lại nữa mà để nguyên như thế này để cho tất cả các bác chúng ta cùng biết. Đấy, còn con nào của nó là in trực tiếp thì vẫn còn logo ở đây. Đấy, em Hiền rất mong tất cả các bác chúng ta xem video thì tặng cho em Hiền xin một like, một đăng ký kênh để uh, chúng ta lại theo dõi cũng như là xem những video tiếp theo mà em Hiền sẽ lên trên uh, uh, chương trình của các bác nhé. Và bây giờ thì em Hiền xin được giới thiệu cho tất cả các bác một mã đầu tiên đó chính là con Ivin đấy DSB 2000 các bác nhé. Đấy, DSB 2000 thì nó sẽ có hệ thống đèn nháy ở đây các bác nhìn nào. Đấy, khi các bác vặn đây này, thế đèn nó sáng lên này. Đấy, khi nào mà nó À, bỏ qua cái số này cái đếm này các bác nhé thì nó sẽ quay lại từ đầu và khi nào có tín hiệu thì nó mới nháy còn khi các bác vặn lên cái này là nó sáng hết đấy giảm này các bác nhìn đâu giảm đến đâu này mức âm lượng 50 phần trăm này là 33 này đấy, giảm tiếp này giảm này thấy không giảm đến đâu tăng đến đâu là đèn lên đến đó và khi uh, có âm lượng là nó sẽ nháy rất là đẹp con này của nó thì uh, chỉnh cũng rất là lễ uh, lưu rất là dễ luôn đấy, trong quá trình các bác sử dụng thì đây này cái đây là chỉnh bích này đây là chỉnh nhạc này Đấy, anh em muốn chỉnh nhạc thì các bác có thể nhìn nè. Đấy, ấn này, test mode on này, ấn tiếp này. Thấy không? Music mark này, sub này. Đấy, các bác chỉnh xong các bác giữ nút này. Thấy không? Đấy, giữ nút này. Thì nó sẽ tự động nó lưu lại nhá. Rất là dễ dùng, rất dễ chỉnh luôn. Thì ở bên ngoài cái màn hình nó không nháy như thế này đâu các bác nhá. Nhưng mà khi mà ánh sáng nó ngược camera thì các bác cảm giác là là nó nháy. Đấy, mặt mũi của nó phai nhôm và cho các bác xem qua nội thất và ruột gan đầu tiên đó chính là con 2000 các bác ạ. Đối với con này của nó thì các bác nhìn thấy nó chạy bốn tụ rất là to. Đấy có con thì là chạy tụ màu xanh, có con tụ màu đen và nó sẽ có một chiếc biến áp nó nằm ở bên trong này các bác này. Hệ thống vi xử lý và tất cả chip giải mã nó nằm hết ở cái bo sau và nó lật ngược lại các bác chỉ nhìn thấy cái đít của nó thôi. Đấy, con con này thì các bác uh, vẫn hỏi em là con này nó chạy bao nhiêu sò. Uh, em nói luôn là mạch này là mạch còn lát hát được các bác nhá, nó toàn bộ là chạy bằng phép thôi. Mà nếu các bác cố tình đếm phép thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 phép. Và nó có hai cái bảng Đấy, để hỗ trợ à, về cái mạch class lát hát. Tức là tăng, giảm, bù áp nó nằm ở đây. Đấy, cho nên là con này của nó đánh rất là khỏe. Công suất con này của nó nếu mà đạt mắc cho các bác là nó sẽ lên cho các bác là 1.000W nhé. Còn công suất hoạt động liên tục tầm khoảng 4 cho đến 500 vẫn ok. Tức là loa 40 loa 30 côn 76 cái đầu các bác đánh con này của nó rất là sướng Đấy, con này hàng xịn của hãng Ivin một thương hiệu uh, được sản xuất chung bởi hãng BMB của Nhật các bác ạ à, San Sui chứ các bác nó là sản xuất tại hãng San Sui của Nhật các bác Đấy, phía sau của nó thì nó có hai cầu loa giò lò giò lò tức là các bác đấu hai cầu bên dò này Dò là một cầu này giò lò này giò là một cầu này chứ các bác uh, nhớ giúp em hiền là chúng ta có thể đấu là hai bên này hoặc là hai bên ngoài chỗ này của nó có hệ thống đường âm thanh ra này Đấy, đây là toàn bộ hệ thống âm thanh vào này nó có cả đường audio in này có đường free out có đường show round này có đường center này Đấy, rất là sướng luôn con này hiện tại bây giờ nó đã sử dụng một con vang xịn của ivin và ruột gan của nó thì ôi thôi luôn <laughs> nhìn cái biến áp của nó uy tín lắm các bạn nó nằm hết ở bên trong cái lồng này nhá Đấy, ruột gan của nó mới cứng cựa luôn một con ivin đẹp như thế này đây các bác à, con này có là con dsb 2000 Đấy, em chỉ để cho các bác với mức giá là à, 2 triệu 800 nghìn đồng một con này Các bác ai biết về đồ nhật các bác lấy cho con này Thật sự là quá ổn áp luôn 2 triệu 800 nghìn đồng Má số 1 Má số 2 đó chính là con Ivin DSB 1000 1000 thì công suất của nó chỉ đạt cho các bác là 700W Các bác nhá Đấy, mặt mũi của nó thì rất là đẹp và thế có thể cắm điện cho các bác nhìn. À, con này thì à, kể cả từ hệ thống chỉnh này, đấy, tăng tông giảm tông này, FBX là chống hú này. Đấy và con này và con 2000 thì nó đều có một cái tính năng là nó có 5 chương trình để cài đặt sẵn 5 chương trình nó nằm ở đây 1, 2, 3, 4, 5 Đấy, thấy không FPX là chống hú này Có nâng tiếng, có trúng hú Đầy đủ luôn và các bác bạn này phát là nó lên này Đấy, thấy chưa Bạn phát là nó lên này Đây đang giới hạn là 42 nhé Thì nó chỉ lên đến đây thôi Đây, mic này lên này Mic đang giới hạn là 30 thì nó chỉ cho phép lên đến đây thôi Còn khi em mở giới hạn ra thì các bác bạn thoải mái luôn Mặt mũi quá đẹp Đấy, còn DSP 1000 nhé con này thì công suất của nó đạt cho các bác là 700W Các bác ạ e chu có, vọt có Và tất cả con này của nó đều có hệ thống lọc điện Đầu vào các bác ạ Đồ của Nhật thì nó rất là khác Biến áp nguồn xuyến Và với con này thì rất nhiều bác hỏi bảo Thì lý do tại sao nó lại có một cái cạc dài mã ở đây Đấy, đồ của Nhật nó là vậy các bác Nó có bo xử lý, nó có cạc dài mã đầy đủ luôn Đấy, Và chất lượng âm thanh của con này ra nghe rất là ngọt Đấy. Bình thường là con này của nó chỉ chạy có 8 phép thôi các bác Đấy, nhưng mà công suất của nó có thể đạt cho các bác mắc là 700W tức là 300 cho đến 350W trên một kênh đây là ok còn phía sau thì con này của nó là chỉ có hai cầu loa đấy các bác muốn đánh hai cặp loa nhỏ nhỏ các bác câu vào đây hai loa bên này hai loa bên này là ok đấy, có cả đường r 22 cắm mic đằng sau có luôn đây, đây là đường âm thanh đầu vào và ao thì nó sẽ có cả đường ao 1 ao 2 này đấy, các bác nhé Đấy, con này của nó là hoàn toàn là chưa vệ sinh, chưa lau chùi, quạt vẫn bụi nguyên Còn trước khi gửi đi cho tất cả các bác là em Hiền sẽ cho anh em thọ Dọn dẹp, vệ sinh, lau chùi cho các bác cẩn thận luôn Đối với con này thì em đang để cho các bác với con má DSB1000 Là 2 triệu 400 nghìn đồng các bác ạ 2 triệu thư thôi đấy Tất cả là bao cho bác là ruột gan, zin đét, tiếng tăm cực hay đấy, Chơi loa BMB, chơi loa à, nằm, à, chơi loa mốt Hoặc là các bác có thể đánh full 25 30 côn vừa phải Các bác đánh con này rất hữu sướng luôn nha Mã số 2 2 triệu 400 nghìn đồng Và ở đây Đó là mã số 3 Các bác nhá Mã số 3 đó là hai con Ivin DSB 240 Thì con này của nó các bác nhìn thấy không FBX là chống hú này Con này của nó cũng có ba chống hú riêng biệt này CMOS này Center này Center này Input này Tăng tông giảm tông này Con này của nó lại uh, sử dụng một cái công nghệ là Cơ lai số Chứ những con này của nó là sử dụng công nghệ số hoàn toàn các bác nhá. công này con này của nó là sử dụng công nghệ số hoàn toàn. Còn con này là cơ lai số. Đấy, bên dưới này bác nào già lớn tuổi thì có thể lấy cho em mình con này. Đấy, bởi vì đấy, Xciter là nâng tiếng này. Các bác nhìn thấy không? On off này Xciter này. Đấy, có 3 chế độ Xciter luôn các bác nhá. Xciter nâng tiếng là có 3 cấp độ riêng biệt. Đấy, có mic đằng trước, đấy, có mic đằng sau và đây này. À, uh, mic vol này, e, uh, mic này, à, uh, revert này. Đây, có cả vọt luôn này, repeat delay này. À, con này có cả vọt này. Có cả nâng tiếng có exciter là có chống hú tất chút chít luôn các bạn ạ. Con này mặt mũi nó quá đẹp luôn, DSB karaoke, DSB 240. Thì ở đây, đây, con này của nó có hai con, một con là chạy biến áp nguồn vuông. Này, đúng chất nhật chưa các bác? Một con thì là chạy biến áp nguồn xuyến. Này, và tất cả nó đều có hệ thống lọc điện đầu vào hết các bác nhá. Có hệ thống lọc điện đầu vào hết. Còn đối với hệ thống ruột gan của con này thì các bác nhìn thấy là nó quá đẹp rồi đúng không? riêng cái bảng giải mã này của nó là ăn 10 điểm luôn các bạn tiếng tăm của nó rất là hay những con này trước khi gửi đi là em sẽ vệ sinh lau chùi sạch sẽ hết cho tất cả các bác luôn Đấy. và phía sau của nó thì nó cũng hai con như nhau nó chỉ khác nhau duy nhất một chiếc biến áp thôi Đấy, có hai cầu loa AB AB đấy giờ lò là trái phải nhá đấy các bác đấu là hai cái bên ngoài hoặc là hai cái bên trong đấy, đây là hệ thống audio single in tức là tín hiệu in âm thanh đầu vào rách out là ghi âm thu âm Đấy, nó có cả free out này, có cả c out này, e quay này, on off. À, có cả nâng tiếng nha, hay quá nhỉ. Đấy, có cả mic đằng sau các bác nhá. Hệ thống quạt gió đây. Con này thì chưa lau chùi qua bụi bặm. Hai con này em để cho các bác với giá cũng chỉ có 2 triệu 400 nghìn đồng thôi. Anh em mai chốt con này các bác lấy luôn cho em hiện nhá. Mức giá cực kỳ tuyệt vời Và một sản phẩm cuối cùng. Đó nhá. Một sản phẩm chú cuối cùng ở trên video đó là mã số 4 à, con này còn là con DSB 2000 cộng các bạn ạ con này còn là con DSB 2000 cộng thì đối với con này nó khác nhau duy nhất một cái bảng giải mã thôi Đấy, à, con này là con 2000 cộng mặt mũi y hệt như con à, uh, 1000 và con 2000 Đấy, à, nhưng mà con này của nó là nó có một cái hệ thống giải mã này các bạn nhìn không Đấy, mà DSB 2000 còn con kia là con 1000 Đấy, à, chứ không phải là ở đây là con 2000 là còn công suất lớn hơn đâu các bác ạ à. ruột gan của con này cũng rất là đẹp các bác có thể chơi loa karaoke chơi loa gia đình loa full 2530 công suất vừa phải Đấy. rất ok rất ổn áp hệ thống âm thanh lọc đầu vào này thấy không ruột gan của nó rất là chi tiết rất sắc nét bởi vì những dòng này có nó dòng đời cao chỉnh toàn bộ bằng số hết các bác nhá con này của nó tất cả chỉnh số hết mặt mũi này hệ thống đèn báo này năm à, 5 chế độ lưu như nhau Đấy, input này tăng tông giảm tông này fb là chế độ chống hú đấy và đây là chỉnh chúp này đây là center này đây là to nhỏ của effect này đây, là uh, chỉnh mic này đây là chỉnh nhạc này cực kỳ đẹp mặt mũi quá ok luôn ivin dsb 2000 con này thì em để cho các bác duy nhất một con 2 triệu 500 nghìn đồng Tất cả các bác ai chốt con này này Mã số 4 này. Với mức giá này thì tất cả các bác ai cũng có thể mua được Các bác quan tâm đến mã nào Các bác quan tâm đến sản phẩm nào Thì xin mời tất cả các bác Chúng ta vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0923 993 93 Cảm ơn tất cả các bác đã xem video và nhớ tặng cho em Hiền xin một like nha. Cho em Hiền xin một đăng ký kênh nha các bác. Đấy, mức giá rất là hợp lý, rất mong tất cả các bác. Chúng ta gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo, em Hiền sẽ trả lời các bác nha. Chào anh em.